Một ngày nào đó của năm 2014, ở trên đường phố của Đức lại xuất hiện hình bóng của Hitler. Ông ta kinh ngạc với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại và lợi dụng thành công truyền thông để bắt đầu công cuộc thống trị mới của mình. Đây chính là bộ phim hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Xem ai trở về này, như cái tên cho thấy, trung tâm của bộ phim chính là Hitler đã trở lại. Vào lúc tỉnh lại trên phố, mặt Hitler đã đầy lông, cặp bọn trẻ con đều nhìn ông ta giống như khỉ vậy. Hitler không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn nhanh chóng trở về địa trận của mình. Có điều, trời không chiều lòng người, ông ta vừa đặt chân hòa vào dòng người, thì ngay sau đó đã bị đám người này chụp gương mặt ông ta lại. Hitler muốn tìm một cô gái có gương mặt thân thiện hỏi giờ, không ngờ rằng bị coi là tên biến thái và bị xịt cay vào mặt, lao đao đi đến sạp bán báo. Chữ viết trên đó đã khiến cho Hitler ngất đi và rơi vào quá khứ. Trên báo viết rõ ràng, năm 2014, lúc hồi tỉnh lại, Hitler đã được tên chủ sạp báo đưa về nhà. Hitler cho biết thân phận, nói rằng mình là Adolf Hitler. Tuy nhiên ông chủ lại cho rằng đầu anh ta có vấn đề. Tuy nhiên ông chủ tốt tính, đã cho anh ta đồ ăn và tạm thời cho anh ta sống ở đây. Từ trong báo, Hitler về cơ bản có thể hiểu được tình hình nước Đức trong những năm này. Vì cơ anh ta đã chết rồi sao? Ba Lan phân chia lãnh thổ của Đức. Nước Đức bây giờ để cho một người phụ nữ kỳ lạ thống lĩnh. Đảng Dân Chủ hiện nay một chút địa vị cũng không có. Từng việc một, đều không có việc nào hài lòng Hitler. Tuy nhiên nếu bây giờ anh ta đã trở về rồi, thì bắt buộc phải làm cái gì đó. Trên thực tế, anh ta của hiện tại chẳng thể làm gì được. Nhưng rất nhanh có một nhà báo, à không, nói đúng ra là một tên phóng viên bị đài truyền hình sa thải tìm đến anh ta. Trong một lần phỏng vấn trước đây, tên phóng viên vô tình chụp được hình của Hitler. Bởi vì bây giờ anh ta bị mất việc, muốn quay lại công ty thì phải có được tin tức lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Fabian quyết định ra tay với tên Hitler thần bí đó. Đối diện với Fabian, Hitler lại một lần nữa nói rằng mình chính là Adolf Hitler. Được rồi, vẫn không có ai tin, nhưng không liên quan, dù sao bây giờ cũng không có việc gì có thể làm. Hitler liền đồng ý lời mời của Fabian, đó chính là chụp ảnh anh ta. Lúc mới bắt đầu, Fabian chỉ muốn lợi dụng tướng mạo giống Hitler của anh ta để thu hút người đọc. Vào buổi tối hôm đó, tình hình biến đổi khác đi. Hitler phát hiện ra TV, anh ta nhận thức được, hóa ra ở xã hội ngày nay lại có thứ tẩy não người thuận tiện đến vậy. Điều này vẫn chưa thỏa đáng. Những ngày sau đó, Hitler bắt đầu phỏng vấn người dân. Lúc đó anh ta mới phát hiện ra, những người dân nước Đức hiện nay vô cùng không hài lòng với quốc gia. Di dân cái gì cơ? Bọn quan chức đều đút túi riêng. Bởi có nhiều kinh nghiệm, Hitler và người dân nói chuyện rất hòa hợp. Đối phương ngẫu nhiên bộc lộ khí chất của nguyên thủ, cũng khiến cho Fabian bất ngờ. Tuy nhiên càng khiến cho anh ta bất ngờ vẫn nằm ở phía sau. Ngày đó, Fabian dẫn Hitler đến trại chó. Dưới sự trêu đùa của Hitler, một chú chó bắt đầu sủa cắn Hitler. Cuối cùng, Fabian phải trả tiền, bỏ qua hết những chuyện này lại tiếp tục. Những ngày sau đó, Hitler tiếp tục tiếp cận người dân, bởi vì anh ta thật sự rất biết nói chuyện, rất nhanh đã trở thành người nổi tiếng trên Internet. Chớp mắt thời cơ cũng đã đến. Fabian liên hệ công ty trước đây, mặc dù mới bắt đầu, phó tổng rất không hài lòng với hành vi của loại người như Fabian, nhưng Hitler vẫn cố gắng thuyết phục nữ đồng sự. Ông ta đã trở thành nhân viên của đài truyền hình, còn có cô gái chuyên nghiệp dạy ông ta dùng máy tính. Hơn nữa, sau khi bên cạnh nữ đồng sự có một nhân vật như vậy, kế hoạch tẩy não của Hitler sẽ có một bước nhảy vọt, anh ta cuối cùng cũng có thể lên TV. Điều khiến nữ đồng sự thất vọng là Hitler mới lên sân khấu liền trầm lại. Anh ta vừa suy nghĩ làm sao để những người này náo nhiệt hơn, vừa suy nghĩ làm sao để đối phó với những câu chuyện trên sân khấu. Hitler nói, cái gọi là tấn công vào trái tim, anh ta sẽ dùng sự trầm mặc tạm thời đó khiến cho những người này tin tưởng mình. Sau đó lại một lần nữa anh ta dựa vào tài ăn nói của mình, đạt được sự tán thưởng lớn của người dân Đức. Có độ hot của lần này, bước đi xuất hiện trên truyền hình này của Hitler có thể nói rằng là một bước đi ổn định. Đến một ngày, một đài truyền hình đối thủ khác đã đăng đoạn video Hitler giết chó lên mạng. Lúc này thì hay rồi, những người ủng hộ Hitler trước đây, tất cả vì sự tàn nhẫn của anh ta mà quay sang bỏ anh ta. Bởi vì câu chuyện đó, Hitler và Fabian bị công ty sa thải. Hitler không có nơi ở, liền về nhà cùng với Fabian. Tuy nhiên Hitler không vì điều đó mà giữ an toàn cho bản thân. Anh ta dựa vào kinh nghiệm của bản thân viết thành cuốn sách đăng lên mạng. Rất nhanh, những câu chuyện đời sống ly kỳ của anh ta đã thu hút rất nhiều fan. Như vậy thì Hitler lại nổi lại rồi. Không những thế, nữ động sự còn đầu tư tiền để quay lại câu chuyện trong sách của anh ta. Nhân vật chính là do Hitler đóng, tất cả những điều này đều thuận nước đẩy thuyền. Sau đó khi Fabian và Hitler đến nhà đồng nghiệp nữ, bất ngờ đã xảy ra. Nữ đồng nghiệp xinh đẹp là người Do Thái, bà của cô ta vẫn cứ nhận là người này là Hitler và phẫn nộ đuổi người này ra ngoài. Tất cả chuyện này, Fabian trong lòng cũng có chút không rõ. Anh ta đi tìm dấu vết mà Hitler xuất hiện lúc đầu. Quả nhiên người này xuất hiện không có lai lịch. Bên cạnh đó, nơi ông ta xuất hiện vừa đúng là địa trận của Hitler. Mấy chục năm trước, hóa ra người này không phải là tên Hitler điên cuồng, mà là tên Adolf Hitler thực sự. Vô cùng sợ hãi và kinh động, Fabian đi tìm Hitler. Lúc anh ta nói chân tướng cho người khác, bọn họ đều cho rằng anh ta bị thần kinh, không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Fabian đành phải cầm súng đi uy hiếp Hitler. Hai người lên đến sân thượng, Fabian chất vấn Hitler tại sao lại lừa dân chúng. Hitler nói rằng anh ta làm nguyên thủ căn bản là do dân chúng bầu cử, là bọn họ tự giao đất nước của mình vào tay một tên Adolf Hitler. Hitler còn nói,
Thật ra mỗi người bầu anh ta đều có giá trị quan giống anh ta, cũng giống như anh sẽ không đổ súng. Fabian đổ súng, Hitler cứ như vậy ngã xuống tòa nhà, tất cả đều kết thúc như vậy sao? Không hề, hóa ra tất cả những điều vừa xảy ra đều là quay phim. Fabian là một diễn viên đeo mặt nạ. Fabian thật sự sớm đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần vì ăn nói lung tung. Những ngày tiếp theo, Hitler bắt đầu theo sự sắp xếp của nữ động sự tham gia các hoạt động. Nước Đức cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thế nào thì không nói rõ được. Được rồi, tập phim này đến đây là kết thúc. Những người yêu thích hãy ấn follow nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!